Quái xế chạy xe kinh hoàng khiến hàng loạt tài xế đứng hình. Lái xe giặt phải né tai Hòa Nam, tài xế không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy lắc lư, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng hồn. Đoạn clip được chia sẻ trên nhóm OFFB cho thấy, có thời điểm nam tài xế đi xe máy lạng lách, đánh võng trên đường ngược chiều treo nguyên người đi đường. Nhiều người tham gia giao thông đứng hình dừng xe tại chỗ hoặc giảm tốc độ giạt về bên phải để tránh tai họa tông phải quái xế. Đoạn clip thu hút hàng chục bình luận từ cộng đồng mạng, trong đó phần lớn là các ý kiến bày tỏ phẫn nộ hoặc chỉ trích tài xế đi xe máy. Theo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, nghị định 100/2019/LDCP, sửa đổi bổ sung bởi nghị định 123/2021/NĐ-CP. Người điều khiển mô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng với các hành vi điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị. Trường hợp hành vi lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông, tài xế điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt từ 10 đến 14 triệu đồng. Phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng với hành vi không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cải quay đúng quy cách khi điều khiển, ngồi trên xe máy tham gia giao thông trên đường bộ.